Bạn có xong cổ rụp chìm riêng xua bóng phô ôn cầm phung tài tuốt xa nà tạm đàn cái xài video được bọc nhóm bạn dù ếch kì kì xe channel bóng tiền channel bóng phù vụt bất tạp bóng tiền xâm bạch chún phong đài bạn hay nơi khăn ông cả nạn đi phong đài phù vụt hay nâng phù tạp bạn chốc tập tuol chuộp nâng sẽ trái vầy khám mênh đài quạt miền ca lục bạc nâng khăn ông ca rù nơi đài chia sẽ trái mềm mái bạc trên trăm côn đòi phiếp lũng bạc hay bóng phá ôn ốc nếu mơ khơi thà tè gót cứ miền phiếp lũng bạc mình tên mình đang trả năng ấy na chà này na đầm bồ lại na trình trang ấy na thế bát ấy mà nè anh phong rồi một lọ bò trình trăm chỉ vật phong bóng tàng thai côn trả tiền mà ta cầm sót thế bát hay bóng phá ôn thằng ốc nếu có xô mình chôn tu sở na nông ca cho tập toàn nông ca mơ là chỉ vật vật năng chỉ vật phiệp đó bỏ bộ quạt đôi mà đầy khá hay tua này tuy nít bộ quân ta ai bộ vật năng bộ tạ có xô tạm đàn tu sản là chỉ môi năng dương khá nhóm đôi cho tư bạn bát nhóm bát là xôm cổ rục năng chẩm riệp xua bát tạc căn ông phù minh phục mai bóng phá ôn mà chỉ tì cổ rục chỉ tì sản lãnh tạng ọc hả nê bạn nhóm bạn bút tạc là xôm anh nhát cột chấm điệp xua tạo ông phù minh dây ta bằng phôn tức ốc bạn từng nông từng cào bút tê phong đây bạn à lời đi cứ nhóm bạn chẳng pi nè phù bút bút tạ bà thật nơi nông phù phải thấy bà phẳng cắt tắc máu cắt tắc máu đi chân đi nông pin khai cả đá rồi bà sao nắng mấy cây khai cả đá sẵn cắt tắc máu vậy bà ở trong tắc máu trong tắc máu trong tắc máu bên trái chỗ khai cả đá đúng không bà bà đời thằng anh đi cứ nhom bà mà đòi tí ní cứ làm bay nhom vô thạ vị ca bà thạ vị ca là bỏ sọp rồi chôn không ai bà luôn là ai hạ rồi làm đấy bà đây là con miên là thực chất là nét là sâu mà đòi ôn sấy mía bà nâng là môi sấy thêm bà đại thời chỉ câu nông phụ minh đại con viên là một phật cả phật một môi dùng hiến ông phụ minh bà đại con chia sẻ đây mày mai con bay nè bà hay con miền là chi một việc sọc sao hay con miền phía đẹp chia sẻ đây mày mai đây mà kháng bà đây mà kháng không bằng rồi cái tua tiên bà luộc đầu chỉ chập hôi cái bay cái bọc vậy đó hay đây mà kháng thiết cứ nơ mơ con rồi mà chạm mơ thai con bay nè đã vậy đây nhom chạm nó cứ cả nó nông video tập bông cái nút luôn có thà đây mà kháng rock đây mà kháng đây đúng không bà ngày cao video muốn nó cao nhưng nó chấm không bông bà có tha đây mà khang pro đây mà khang sậy có tha pro phong sậy phong bà bên đây tha có đa tu chi mà đài phong đa tu chi phục phong chẳng hết nè chẳng tu ai chẳng pì tu ai chẳng pì ở miền tu rong ở miền tu rong à hay tu rong pì na chả tu rong nhóm anh của đài nè tu rong tu ai kia tu ai kia bà hello này bây giờ anh từ nãy đến đây mà khang pro đây mà khang sậy đó bên đây tha đây mà khang pro khang say nó mình này tha chỉ vượt cốt thôi chỉ phục phong thôi chỉ mà đài phong tu nội tì bọc cốt đó cốt bảy bạch thay để xa côn cái ao tha ao côn miền phiệp cọ đầu phiệp cọ đầu nó mình này tha mà chọn phiệp cọ đầu nó mình này tha ao prom côn sờ lạnh côn thạ thon côn ba về là cọ rộc xì một đồ bò cọ lụa văn chập vui cái bọc nó không ca đặt than một cọ nắng bà ca đặt than đang hào ca đặt than ở miền tây bọc cốt đấy không ở bằng phục ở bằng mình chụp rôm mình nghĩ là chụp rôm đôi bia ảnh đi cầm sọt với cho vong cầm hao con chụp rôm ấy bậc ca là tháng ban đây thay ca là tháng thì sang song sang song thì mình đạp con luôn là chung nghe cụ sa bọc con đều cục chụp tờ cái hao ta tật ca là phía xa nghĩa dương mạnh vậy phía xa và lấy dương vậy tờ xa mai chứ nữa cái hao ta cục tật chụp nôn tật ấy là muốn nó cui tờ nắng mà hay chẳng tới có miền ca chụp rôm vì nhà thọ chẳng tới có bàn sang song kia chụp rôm đôi chia cả than chẳng á bà chân cả chân bà chẳng ông phụ mình dây ta bà hay phụ nhóm mà bàn tu cả phần kẹp vì sọp rồi chôn khám ai rồi nâu giả đó đó rích đã còn mơ khơi nhận đất sâu tất đó bà bong xây hình ảnh côn bọc gọt chẳng ngày đi miền sọp rồi chôn khám ai nơi ảm rích phong bà à là mong phong à là mong phong bà à là mong nó cứ bong xây bong phó đại phụ nhóm bàn từ chú phố gọt ăn nơi khăn mà phung chạy đông nó sọc khai tạ cáo nó bà bà tê à là mong thì hai ta bò sao ông lấy cái hai ta chơi mà ni bà chơi mà ni cái hai là mong mọi bà hay bà mai với cái hai là mong là mong này tại con từ chơi mà mấy thì bà 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 nhà tham gia làm mấy ông mà thom được can
ôn sấy đằng khumui sấy phong đây bà chăng bà chăng môn đằng nhom bà cô chỉ thảo cà chun qua là lấy đi cái tròn xu nong con tích bà ông pi sọc tục luôn nơi ở bà chạm thằng ngay bà con bà ta sọc sờ bài ót bà sọc sờ bài chỉ tê hay một cái bó nó cứ ta đón nà hai bà chăng sọc sông cầm bà sông cầm chỉ đẹp xu ông phụ minh cùng mà bọn con mà xa chỉ tham mây đầu tiệt hai bà lấy đi bàn mà chua bò sấy mi hai rồi tặng cô tặng bay sấy nêm sấy nêm bà sấy nêm ông phụ minh thêm nữa sấy nêm nim và bọn cho lòng hai ta xây thêm xây thêm và thấy ông khói đón tiếp xây niêng xây niêng và xây niêng xây niêng khát mong mục tình mà lỡ xây niêng khát niêm ạ là ngài hai ông phụ minh bàn khoan mục và hay ạ tụi mình cứ gót 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 hạt ni hê gót sông tàu môn này và hạt tụi mình nhé cặp tờ môn cặp tờ nhặt đọc cô và thằng ngày đi bong máu đi cứ miền thảm ca bỏ sập rồi chôn còn miền tập chặt ở đất ố nữa nè và ố này là côn và hay còn bạn nhà chun một tay lời đi còn toàn cô loại tê lời đi xua sập tục sân và còn tạm miền biệt bây giờ xua non còn khai và xua bà chia đồng bông nhưng bà chúng ta có xô bà chùm điệp xua từ đó bọc mà bọc ôn ông phụ mình vậy ta thằng ngọc bà mà xa tiết bà từ lại thằng ngày này cứ nhóm bà màu chùm bụi bụi bà nhóm bà xô nôm thì chỉ việc bọn bọn bà chỉ trả đoàn hay ông phụ mình bà đã lại cứ video bà tốp này cứ nhóm xôm xua bị sốc tục gọt lạc lại nâng con cháu bọc gọt bà hay khởi thà miền sọ bà đọt chôn dương bà gọt miền cả đất sô chỉ trơn hay đất sơn lạnh còn chỉ trơn hay miền thạ bạc ca mà tam bồng bột chỉ trơn đong hơi hay chỉ phiệp còn bài na hay chục chay đo cầm đất na chẳng hạn đấy bà hay chỉ làm bong bong miệp số bong hay đây là tăng kỳ bồng bột còn nòng thạ bạc ca sọp đỏ chun khăm ai đã còn ban ung thom cho củ sa bong đất đọc mùi sấy hay bồng bột còn ban là tình cong tình ai mùi chỉ cần là tự nhiên hay miền là lâu miền là kiếm để chúng ta kiếm thì chậm này mà nhưng không lụa cho nó chẳng để chúng ta nó cũng ấy nhưng mà đai nhưng mà cái đại quan ai lôi nhưng má nhưng khát khao rồi mà nhưng mà vô lôi đang từ con sân cho anh để ăn lên ăn tại đây lên tỏ su nha con bạn tỏ chăm nhâm chăm cầu mấy ba nhâm tập ra đây mình lo nhưng ở cục con ba. Con ai đang bắt như thế nào có tên năng ngày năng trầm tàu nè bông tờ tờ prăng là bông tờ tờ prăng à vậy chỉ vật xây nó cứ dương chi nạp chi ba bọc cọt hay cọt thì họ thạc nè nó bong xây đang xẹp hay thạc nè lấy cọt như là bột tê chi bột cô rắn á tu tờ và chẳng há dương thời chi mà đài nó ở cọt miền cầm rù tam dương còn bò bò nắng sân thì bò lò tới con mình cũng đủ cả tam dưỡng côn dưỡng con miền này con lò này còn nên còn lò sành miên còn lò này đấy chân dương chìm mãn cứ bài chất đất thời ấy bà hay cho còn nên hay chi con ta hiến xuống lấy mùi bò sành miên hay rồi chi con đâu sờ la mấy nhờ pu khơi đâu sờ la nó cái hao sờ la cái mũi ong lê ấy mật đồ xuống mũi kia mật đồ này đăng ấy nè đăng nằm đồ trời được khang ấy đăng nằm đồ ít cái khang môi tham ấy trời thấp bông ấy và hay môi thầy nín hiện hiện là rót nã tim mắng cái môi ở sở thầy niềng đi vào muối à ủa nó tối giờ hiện mang khu đấy nó này mà nằm tầm nã ti bay thì buồn đấy đập bay ấy mình tối chẳng còn không đây tối đây chỉ mang là dục mê chắc mang là dục tây bò ni tới phân côn nhom đà phân là đi xả ai bị tao nói sao nắng chay nè ghế tư chân cài ý cài tư nó đi cài nhom cài nhom một tư đấy bị trong anh ai luôn phân đây không vay ở bà này YouTube cả hiện vay vay cài YouTube khăng bà hay chắc là không mua mua đến nến nặng tim mán nến là rót nặng bị bay hay là ông lễ dương hiến hiến ấy là tùy ông lễ hiến ABC hiến ABC
miền bịa mặn miền bịa nhom miền bịa chỉ miệp su thế miền ó nó hay miền bịa phải chơi ít là hay tiệt mũi orange là cô hay trăm ấy khan tiệt trăm bốc mấy cái bốc bốc thiệt khan thật khan là chất độc chất độc chất độc hay ai tiệt không khẹt mà chăng ấy chăng không có khi nào không có chơi hàng chờ này nè bịa bịa sạp bịa phải chờ hay chơi po chơi cầu bay po chơi po ấy cái là po lớn gì lớn khẹt hả lấy hộp lấy hộp lấy quan hộp lấy cái đáy không cái đáy đi lượn quen đấy, đào thuê lại giờ đấy. Đó nè. Hay cho môi thầy niêng chạy đào nè môi. Niêng chạy đào. Biển 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 đây. Hay cho môi tôi hiện nữa là mình cái như thằng cai giờ nghe. Cái free nó không có nữa. Môi tôi không phần free nữa đấy. Tôi dân mấy cái đó tôi không phần hiện, không phần hiện làm bấy không môi thôn lăng bên trong này bị chia tới chui chậm mặt với nhá. Nên mình học con o lưỡi đấy, không phần hiện đừng phí lưỡi ớt. À. À, chân phục mà bông ôn ông phụ mình dây ta bà thầy khởi anh ta mùi mùi đằng phí bà ông phụ mình có bàn khởi nhanh còn chỉ còn bà tự riêng vì nẹ bông ôn hay nâu xà la cả hai ta xà la ấy bồn sân ấy á thời thơ bông mình ông phụ mình bút có ọt chá mê thời thơ bông gặp xu mùi phí đoan mà nhé bông bà đợt mà nè chung mùi ấy gặp bất thời khăn thơ bông khăn khăn nó bị thời khăn thơ bông nó khăn thời khăn chương dân nhé bông ai khơi nhà lư tha thằng ngày muốn pleang ấy, còn pleang khang ấy là gì? Pleang khang đặt từ bộ tăng, huống trong đây từ bộ nữa, ngày pleang chỗ chăn thì pi nữa, đặt xa chỗ trong một sông đồ màu khang lấy đặt đại ta còn đặt tít chieng à khang trong đây từ bộ. Pleang cho cho liền không? Cho bả. Cho khang. Ai bảo khang đấy pleang cho là khang bóng ngặt chơi bọn mình pleang đấy sao? Thằng ngày pleang nó đừng dùng nó bồ sát đi rồi. Nào dùng nó bồ sát. Dùng nó bồ sát rồi. Hàng ngày im bình dịp liền tại nó bố sắc có liền này nhưng liền tạm lâu bà hay chìa sật rây mềm mai đầy mặt kháng bốc đầy mặt kháng mà đai bà hay là mưa thai con phong tập rô phong hay ta chụp ca lập bài khá con hay đẹp rộp bà này nhưng bà người ta châm con nó tha tư khá nhưng mai nóng qua tư qua sạch đạp dương khá tất ớt đạp cho nó hiểu của bà chật đại tái rồi ắt sao chân nhà làm ai con đang chờ nên của ấy thương mạch khi âm liên âm bộc âm liên pa ai thở chui nai nòm bạn tầng ca châm châm hồi xin châm cọt thế lục bạn chờ ai kịp sách thao pa pa lục bạn kê chất khang kinh dậy mau mưa nghe dương cơ dương mài chẳng á kinh dậy mưa nghe nhưng chờ nè thà nhóm cây mưa nghe mưa tơ của ấy nhóm ắt nhưng ọt khoa vì xung đầy vụ qua đó nhưng khoa lưỡng tha nhưng khoa bỏ xin châm cầu bà ừ, kê mưa nghe kê mưa lấy giờ chỉ đường bọc kê giờ mạch to ấy đó bọc và mọi bàn gương mà lấy là dân phần phế đã thua mất hổ mức là bò bao dương châm tạc con bà còn một cục cho cục còn còn miên sạc đầy sóc bà này bà còn miên sạc đầy sóc phải còn mọi là cô dương chư bà còn mọi là dân phát miên ấy cô nham mình chăng đấy là ngay hải dương còn lại tạc khoát khang mòn khi bàn đấy và toàn mặt đá đấy con là ngay hay phụ bon vậy đấy cứ lo cầm lăng chặt chun bon á thời ta to su chấm con thời đập chia diêm thời mới à một là bo dương nắng đập ra đây à nắng cái hạ thanh chế bon mà được xa ấy được xa mù là hai được xa mình tha khang bon tha khang không lấy được sang phụ xa dương sẽ đăng cái hạ đăng chất khe riêng xuống á đối với là dương lên xã đường ngoài nhá bốn thứ ca một cái này cuồng một cái này bò lỗ dương đăng chất khe này mình chăng ấy tàu cay cay tàu con trốn thôi mình chăng ấy tàu tàu đạp nôm tàu đạp nôm anh nói cái hạt tha dương cái hạt bùm bùi chất khné bóng bùm bùi chất khné mình nói tha dương co chất co sáu khné chân dương co đôi chiệp đây một phun đã đây một phun cao na đăng chất thắng hết tàu bàn chất liền đăng tàu là mi là mua đăng là mi là mua là mong và tại vật che khang là mi là mua và chân bò ngày nay cứ nhảy lên tới bao nè và hay có miền thạm bị ca bò sọc bò chôn bàn ôp thấm đập ôn và đập ôn bài chất và hay sản khâm đập ôn đang đi bò vậy khẳng lơ chăng
ba cứ thời phong phè nhé con nhé thầy thời phong phè ta là dương phơi bị tối tới tới thôm á ba được đảo chơi đá mất cái là kia khơi chơi đá cứ tại chỗ cái là chơi đá này hay được đá chơi ba ta kia khơi nhìn nón cái chỗ này ba ấy ngày nay cứ bong miền thảo bị ca là bong bầu sóc ba nằng phèn dĩa sà vón chia sóc ba tại con luôn nơi bờ tây ai làm mong ba bờ tây ai làm mong con ôp bờ thom đó là ôn sấy chấm nuôn đập mền riềng con nhé đập mền riềng mà nằng mà phơi pram đờ la ba con mà ném vào mặt nó cứ đá, rồi mặt trâu con cứ đá, mặt mèo con à, mà đào tiệt, ba chấm nuôn là đọc mờ đi là ba chỉ thạp cá là bọc bong bồ sóc, ba là bọc bọc bong sấy bồ sóc đằng phe là bong phở bồ sóc ba nàng phe là dĩa sờ vốn chia sóc bà là phụ con luôn đâu mà là mong con á bà cứ đọc mơn đi là bà chu được ôn bà hay chấm này thạo bị ca bà to tiết cứ thạo bị ca bà bong pro lục pu chất thoa bà con luôn đâu thà ro nằm đây hay con bà nó bà thom thạo bị ca chu chấm pu muối sấy nêm sấy nêm bà $50 สมานมา20,000 ที1 1ยอมีนบ่าไอ้ไอ้1มีเปียไปขอบคุณอมซั่นบ่าขอบคุณอมขอบคุณอมบ่าขอบคุณบ่อมบ่าช่วยช่วยพ่ออมสุขภาพล้อมให้บ่าช่วยอ้อนบ่า1ទៀតไอ้ก็ขโมยใส่เนียงก็บ้าน50ดอลลาร์ได้บ่าพี่บ้องพอชัดท้อในอเมริกาขอบคุณอมขอบคุณตาขอบคุณตาขอบคุณตานี่ขอบคุณตาอาจารย์57อกําอาชื่อขอลอยบางธุกาอะเดี๋ยวยอยอชบซะยอชกายจังซั่นชกายเอาบ่ยอชกายจังปัญหาเด้อหาเด้อหาชื่อเฮาเด้อเด้อเด้อเด้อหาจ๊อกจ๊อกตะคามเด้อអញ្ចឹងតោះតោះតោះខ្ញុំពអមមានសកម្មភាពល្អកំអើចូលតាមទៀតអញ្ចឹងស្កាយទៅបាទកើតតែចឹងមកវិញហ្នឹងហៅឈ្មោះហៅហៅអាទឿអាទឿណែទៅហៅទឿមកទៅហាត់មកទឿកាជិះមូលកាជិះវាទៅហៅមូលទៀងកាជិះហៅទៀងចាចាស់វាវាខាំហើយណាគេមិនចាស់វានេះអាទូចឹងនេះមិនយ៉ាងអង្គុយហ្នឹងអញ្ចឹងអើវាមកក្រោយខ្នងយកវាមកក្រោយខ្នងទៀងមកនេះเตื้อเตื้อมาเนี่ยมาเนี่ยมาขอชลองมองมาเนี่ยดันหนึ่งมุกเวียของมือเปื่อยหนึ่งฟองออกคนเกินเลยมาดองเพชรขโมยมือใส่เลี้ยงออกออกคนตามน้องเพชรเนี่ยมือมากำระมือมาให้เลือกได้สักเปียออกคนตาแต่เอาเลยยมตุกเฮียนออกคนตาแต่เอาเลยยมตุกเฮียนហើយអរគុណតាសូមឲ្យតាមានសុខភាពល្អកុំឲ្យឈឺទៅណាមកណាមានសុខភាពល្អបាទហើយចំណាយថវិកា150ដុល្លារស្មើនឹង600,000រៀលទៀតណាបងអូនចាបាទគឺអាធឿអាធឿហើយស្លាប់ហ្មងអត់ឲ្យចប់ហ្មងសញ្ញាបោះតោះតោះអាធឿនៅហ្នឹងសោះអត់ទេអត់ទេចាប់កលាក់ទឹកមកប្រើទៅទឹកឡើងមកបាទអញ្ចឹង
ថវិកាចំនួន150ដុល្លារបាទស្មើនឹង600,000រៀលបាទដែលបងប្រុសចិត្តធေါ်នោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទគាត់បានផ្ញើជូនទៅម្ដាយស្រីនិមបាទគឺបងស្រីមាសបងប្អូនណា50ដុល្លារទៀតបាទស្មើនឹង600,000រៀលបាទហើយសុខចិត្តទេបងសុខចិត្តបាទបានលុយមកដាក់ឲ្យបានថែមទៀតឯងបាទហើយក្មួយថវិកាម្នាក់50ដុល្លារនេះទៅទិញសម្លៀកបំពាក់ស្លៀកទៅរៀស្លៀកពាក់ណាឲ្យស្អាតណាក្មួយណាហើយទិញកាតាបថ្មីសភៅបិចអីទៅរៀណាក្មួយអើហើយសុខចិត្តទេក្មួយហើយក្មួយនេះសុខចិត្តទេស្វាយហ៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានពាក្យបញ្ញាតឡែម្ដងគុណតកាន់ណាបងបាទទី1គឺបងប្រុសបូសុកបូសុកនឹងពាក្យរបស់គាត់គឺបាទនឹងពាក្យជាអឺសវនជាសុកបាទសវនបាទហើយគាត់រស់នៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់បាទខ្ញុំសូមអរគុណគាត់ទាំងពីរដែលបានឲ្យជួយលុយខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមានដើមទុនមកស៊ីសូមជូនពរគាត់ឲ្យមានសុខភាពល្អបាទឲ្យទាំងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទាំងអស់គ្នានឹងកុំឲ្យជួយស្ដាប់អីជួយទៅសុកបាទហើយនឹងបងប្រុសចិត្តធေါ်បាទដែលគាត់ផ្ញើថវិកាឲ្យបងអូន150ដុល្លារផ្សេងទៀតបាទហើយនឹងអរគុណនឹងបងប្រុសចិត្តធေါ်នឹងដែរដែលបានជួយលើខ្ញុំខ្ញុំអរគុណខ្លាំងណាស់ព្រោះអីខ្ញុំឡើយកំពុងខ្វះខាតលុយខ្ញុំចង់ទិញធុងដាក់បានថែមឡើយខ្ញុំបានលុយនោះខ្ញុំទិញដាក់ខ្ញុំអរគុណគាត់ជួយពរគាត់ឲ្យសុខភាពល្អទាំងក្រុមគ្រួសារហើយតាតណៃអីឲ្យសុខភាពល្អជួយសុខបាទបាទខ្ញុំបាទគឺសូមអរគុណបាទសូមអរគុណទៅដល់លោកពូចិត្តធေါ်បាទនោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទតែគាត់ផ្ដល់ថវិកាជូនទៅដល់ក្មួយស្រីនិងបងប្អូនស្រីបាទឲ្យគាត់មានដើមទុនប្រកបរបរដាក់អីវ៉ាន់គ្រឿងចាំគួរគាត់ឲ្យច្រើនជាងនឹងទៀតបាទហើយខ្ញុំបាទពុទ្ធនិងពុទ្ធៈសប្បាយចិត្តបាទសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនថ្ងៃនេះបាទហើយនឹងហើយនឹងក៏សូមអរគុណទៅដល់បងបូសុកបាទនិងភរិយាសវនជាសុកបាទដែលគាត់នោះនៅប្រទេសអាឡឺម៉ង់ផងដែរតែគាត់ឧបត្ថម្ភចំនួន 100,000 រៀលផងដែរបាទហើយខ្ញុំបាទពុទ្ធក៏សូមបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីសូមប្រទានពរជ័យដល់សិរីសួស្តីសុខភាពមង្គលអាយុយឺនយូរបាទទៅដល់លោកពូនិងបងប្រុសបងស្រីផងបាទនិងជូនទៅអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានេះផងបាទហើយនឹងសូមជួបប្រទះតែពុទ្ធពរទាំងឡាយបាទបួនប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈកបីគ្លៀងគ្លៀងឡើយបាទបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធៈក៏សូមជូនពរជូនកសលផលបនទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់បាទដែលគាត់បានមានទឹកចិត្តមេត្តាករុណាអាណិតអាសូរទៅដល់ក្រុមគ្រួសារបងស្រីមាសបាទដែលគាត់ជាម្ដាយរបស់ក្មួយស្រីនិនបាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំបាទបតកសូមតំណាងឲ្យគ្រួសាររបស់គាត់សូមថ្លែងអំណរអគុណសូមដឹងគុណទៅដល់សប្បុរសជនទាំងអស់បាទតែងតែអាណិតអាសូរទៅដល់ក្រុមគ្រួសារគាត់ខ្ញុំបាទបតកសូមជូនពរជូនជ័យសិរីសុខស្ដីសុភមង្គលគ្រប់ក្រុមគ្រួសារបងវាជាឆ្ងាយពីជំងឺកាច់សាហាផងដែរបាទជាពិសេសជាងគេនោះគឺជូនពរគាត់សុខភាពល្អអាយុយឺនយូរផងដែរបាទបាទបាទអញ្ចឹងនាទីបញ្ចប់នេះខ្ញុំបាទក៏សូមគោរពអរគុណទៅកាន់អំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែអាណិតតែងតែស្រឡាញ់ចំពោះខ្ញុំបាទពុវុតពុតៈក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលគាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយបាទគាត់តែងតែផ្ញើថវិកានិងសួរសុខទុក្ខអីជាដើមបាទសូមគោរពអរគុណហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទពុវុតសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទបាទបាទយើងឃើញថាគាត់មានភាពសប្បាយរីករាយដោយសារឃើញពុតៈនិងពុវុតបានចុះទៅទីនោះហើយក៏បានកង់ហើយក្មេងកំពុងទៅជិះនេះមានភាពសប្បាយរីករាយមែនទែនបាទហើយជាស្រីមេម៉ាយដែលឥតនៅទីពឹងបាទយើងដឹងថាមេដាគឺស្រឡាញ់កូនយ៉ាងណាបាទនៅពេលដែលកូនកំពុងតែមានការលំបាកជីវភាពលំបាកតើគាត់មានសេចក្តីទុក្ខធំធេងគ្របសង្កត់ទៅលើជីវិតរស់នៅគាត់ប៉ុណ្ណាបាទនៅពេលដែលឃើញពុវត្តហើយនឹងពុតៈទៅទីនោះគឺពុំមានអ្វីគួរឲ្យថាប្រសើរនឹងត្រេកអរជាងនេះទេបាទគឺគាត់ត្រេកអរក្រៃលែងហើយយើងបែរមកមើលផ្ទះរបស់គាត់បាទប្រហោងកាហ៊ីងកាហួងអស់ទៅហើយហើយផ្ទះក៏មិនចំជាផ្ទះដែរបាទហើយមើលទៅសុទ្ធតែសង្កសីគឺសង្កសីនេះយើងដឹងហើយថាវាមានភាពក្តៅណាស់បាទហើយដូចជាចូលទៅក្នុងឡកម្ដៅចឹងហើយក៏នេះគ្រាន់តែជាជំរកដែលគាត់អាចធ្វើបានបាទដែលជាស្រីនៅតែម្នាក់ឯងព្រមទាំងមានការបីបាច់ថែរក្សាចិញ្ចឹមកូនហើយមើលឆ្នាំងមើលចានចង្ក្រានគាត់របស់របរប្រើប្រាស់គាត់គឺ
ប្រជាកិច្ចអស់ទៅហើយបាទគួរអរយ៉ាងណិតមែនតែនបាទបងប្អូនឃើញនឹងខ្សែវីដេអូនេះក៏សូមជួយចែករំលែកផងបាទឲ្យបានធំទូលំទូលាយដោយសារឆានែលខ្ញុំដូចបានជម្រាបអញ្ចឹងក៏ពុំអាចផ្សព្វផ្សាយបានទៅឆ្ងាយដែរបាទហើយសូមអរគុណច្រើនបាទសូមឲ្យបាននៅសេចក្តីសុខសុខភាពល្អសុភមង្គលគ្រប់ប្រការព្រមទាំងរកស៊ីមានបាន នៅវេលាចូលឆ្នាំថ្មីនេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមអធិស្ឋានរងកំហុសឆ្គងព្រោះខ្ញុំបាទពុំមែនជាអ្នកចេះដឹងអីទេគ្រាន់តែមានទឹកចិត្តចង់ជួយគាត់ក៏ចំណេះក៏គ្មានទ្រព្យក៏គ្មានកិត្តិយសក៏គ្មានអ្វីក៏គ្មានដែរបាទគ្រាន់តែជាអ្នកក្រីក្រមួយអ្នករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឯងក៏ជីវភាពលំបាកយ៉ាប់គ្រាន់តែមានទឹកចិត្ត ចង់ជួយទៅដល់គាត់ហើយជួយសបផ្សាយខ្សែវីដេអូបុត្តពុវត្តព្រមទាំងសម្បត្តិជនទៀតផងបាទរាល់កំហុសឆ្គងក៏នៅតែមានសូមបងប្អូនជួយផ្ដល់នៅអាវ៉ាតឬក៏ដាក់នៅខមមិនធ្វើឲ្យខ្ញុំបាទបានដឹងនៅទូកំហុសរបស់ខ្លួននៅបានកែប្រែលម្អបានកាន់តែល្អឡើងព្រោះអីមានចំណេះចេះដឹងកិត្តិយសគេឈ្មោះឋានៈរៀនអីក៏គ្មានដែរគឺជាអ្នក ងឹតងងក៏មិនសូវជាបានរៀនសូត្រដឹងជ្រៅជ្រះបើមានប៉ះពាល់ទៅដល់អារម្មណ៍កាយវិជ្ជាយ៉ាងណាក៏សូមអធិស្ឋានបាទហើយខ្ញុំបាទម៉ៃក៏មកក៏សូមជុំរៀបលាបាទអរគុណច្រើនបាទ